cái hình này là trên cái hình này là không có một bất kỳ một cái chữ nào hết, nhưng mà có lẽ là biểu tượng của cái gì đó và mình không thể nào mình biết được. Và nếu như mà mọi người ai mà biết á thì bình luận giùm cho nhau nha. Hiện tại là đang cầu cơ nhập xác. Xin chào mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại thì Nhân đang trên đường đi lên một ngọn núi có cái tên là núi Tây Lầu. Và đây không phải là lần đầu tiên mà Nhân đặt chân lên núi Tây Lầu. Đây là lần thứ ba rồi mọi người. Bởi vì là núi Tây Lầu, những cái lần trước mà mình đi là mình chưa khám phá hết những điều kỳ diệu và những điều tâm linh ở ngọn núi này. Thì hôm nay là Nhân quyết tâm, Nhân sẽ chinh phục cái núi Tây Lầu này một lần nữa và tìm hiểu kỹ hơn về những cái điều huyền bí tâm linh ở tại cái núi này cho mọi người xem. Và bây giờ mời tất cả mọi người hãy đồng hành cùng với Nhân nhé. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa mà Nhân thấy một bác gái cũng rất là lớn tuổi rồi, một cái dáng người rất là nhỏ nhắn, gánh theo một cái đòn gánh nữa, mà không biết là bác ấy làm cái gì mà đi vào cái khung giờ 12 giờ trưa mọi người. Cái giờ này là cái giờ linh đó. Mình qua mình hỏi xem thử. Bác ơi. Ơi. Bác đi đâu thế? Bác đi rẫy. Đi rẫy hả? Đi rẫy, lên rẫy nha, nhổ xẻ với hái lá giang rồi về bán. À, bác đi nhổ xẻ với lại hái lá giang về bán. À. Ui, chứ sao sáng sớm giờ bác không đi mà bác đi giờ này? Buổi sáng thì ngồi dưới chợ bán. Ừ. Bán xong rồi về nhà nấu cơm cho cháu nó ăn rồi mới đi. À, buổi sáng là bác xuống chợ. Ừ. Bác bán, sau đó là trưa bác lại lên trên rẫy là tiếp tục đi tìm kiếm những cái cỗ rừng để mà đem về bán đúng không? À. À. Đem về bán một bữa gì cũng được 70-80 ngàn. À, cứ mỗi lần đi là về bán được 70-80 nghìn nữa hả? À. À, bác tên gì vậy bác? Tên Bửu. Bửu à? Ừ. Ồ, bác là người ở gần đây không bác? Bác là người ở thôn đây. Thôn này hả? Thôn Quảng Khơ đây. Dạ. Thì con nghe nói là núi Tây Lầu là linh thiêng lắm hả bác? À. À, tại vì con cũng lúc trước con đi 2-3 lần á, con chưa có tìm hiểu kỹ. Mẹ tâm linh á, mẹ tâm linh đó linh lắm á. Vậy hả? À. À. Coi như là nhiều đoàn ta về ta, người ta đặt một cái đầu đỡ gắn lên cho mẹ. À, à. Nhưng mà mẹ không có chịu. Ừ, có nghĩa là như là ý là mẹ cứ tự nhiên đây, bác không đầu là cứ tự nhiên không có cái đầu, mà gắn cái đầu dẻ lên bác không chịu. Tự nhiên có một luồng gió huồn tới là bay rớt cái đầu. Thật ra thì Nhân đã đến núi Tây Lầu 2-3 lần rồi, và Nhân cũng đến tận ngay cái hòn đá mà được người dân địa phương nói là mẹ, thì thật ra đúng là như thế là không có đầu thiệt. Đó là gọi là kiến tạo của tự nhiên thôi. Tự nhiên á. Mà có thể là Nhân nghĩ theo một cái hướng về khoa học một xíu, là khi mà một cái tảng đá trơn mà mình chơi mình gắn một cái vật gì đó mà nó không có kết dính được với hòn đá thì khả năng nó rơi. Thì cái điều đó nó về khoa học, còn vấn đề mà tâm linh thì mình cũng rất là khó giải thích lắm. Người ta dán keo. À, dán bằng keo hả? Ta dán keo vô, nó dính cái đầu nhưng mà bác không chịu. À. Tự nhiên một hùng một luồng gió lớn tới rớt cái đầu. Đưa con coi thứ nặng không, đưa con gánh giùm cho. Ui, ui con nặng. Để con gánh cho. Ui nặng kinh khủng. Nhiều lắm nặng. Bác chưa có hái rau hay gì mà sao bỏ đồ ở đây nhiều thế? Rửa với nước uống. À. Rồi à, để con gánh phụ qua cái dốc này cho. Rồi bác đi với con đi. Trời.
Già lớn là năm nay bác bao tuổi rồi? 62 tuổi. 62 tuổi rồi. Hằng ngày vẫn đi lên núi lao động để kiếm sống mọi người. Đó thì các bạn trẻ hãy nhìn đây mà học này. Đừng có mà lười biếng nha. Lười biếng là coi như là người lớn tuổi thế này mà vẫn phải bỏ sức lao động ra để kiếm tiền. Mình là mình ăn bằng tự sức mình chứ. Dạ đúng rồi, tự sức mình. Dạ. Chứ mình ngồi đó vừa dẫm con cái rồi cũng đâu có được, chừng nào hết làm được á. Dạ. Giờ còn đi đứng được thì tự làm ăn. À, con đường mà từ dưới làng đi bộ lên núi Tây Lầu là khoảng hơn 1.5 tiếng đồng hồ đi bộ. À, hơn tiếng rưỡi mà mình đi 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 bình thường gì á, nghỉ nhiều là cũng phải 2 tiếng. À, nếu mà mình nghỉ nhiều là 2 tiếng. À. Có bao giờ mà bác lên trên chỗ núi đó mà bác tắm rửa hay làm gì đó chưa? Có chứ, đi cũng có đi hờ gánh đồ mướn cho mấy người đi lên mẹ đó. À. Gánh mướn lên. Gánh mướn 10.000 một ký, gánh được 20 ký. Nhà bác có bao nhiêu người con? Bác có 4 đứa. Mẹ một thằng có vợ rồi. 2 con có vợ rồi, rồi có chồng rồi. Dạ. Còn một người Út nữa. Út nó làm ở Sài Gòn á. Có chồng chưa bác? Chưa. Kìa, cameraman con kìa. Chưa có chồng. Giờ mình ở nhà. Đây là một ngôi miếu của một thanh niên năm 2007 đi rừng và sau đó là bị mất mạng ngay chính tại cái vị trí này. Vì thế mà ngôi miếu này còn tồn tại cho tới ngày hôm nay. Cho dù chính quyền địa phương đã rất là nhiều lần lên trên núi Tây Lầu đập phá những cái công trình tạm bỡ ở trên núi, nhưng riêng ngôi miếu này thì chính quyền địa phương vẫn phải để nằm ngay cái vị trí này. Mọi người, lúc trước á, mình là cái người đầu tiên đặt chân lên đây quay phim. Và cũng khá là lâu rồi, hôm nay mình quay lại. Là cái con đường á, được người dân địa phương đánh dấu mũi tên và ghi rất là rõ luôn, ghi cái chữ là về mẹ. Đó, thì nếu như những bạn trẻ hay là những người mà mong muốn lên cái ngọn núi này, thì con đường rất là dễ đi, hôm nay không phải như hồi xưa nữa. Hồi xưa là Nhân đi lạc mấy lần á. Bây giờ có đánh dấu mũi tên rồi, rất đàng hoàng luôn. À, trên này bị đập phá nè mọi người. Cũng hồi xưa cũng có lập miếu thờ đồ này kia. Nhưng mà sau này thì chính quyền địa phương được cho rằng nơi đây là một cái nơi mê tín dị đoan. Vì thế mà chính quyền địa phương đã đập hết tất cả những cái công trình hai bên đường đi lên. Thì mọi người cũng có thể thấy này, người ta tập trung rất là đông. Vì thế mà một số thành phần ý thức rất là kém, sử dụng tất cả những cái đồ ni lông mà vứt đầy ở trên này luôn. Bánh trái mọi người xem này, cúng kính rồi vứt hết luôn, không có một xíu ý thức nào hết đó. Khi mà gần lên đến nơi á, thì sẽ đi qua một cái bậc cấp như thế này. Bậc cấp này thì người dân địa phương đã làm. Chỗ này đổ bê tông này. Ở đây có một cái ký tự gì mà ghi bằng cái vết than. Không biết là cái dấu này có cái nghĩa gì, khả năng là mình nghĩ là một cái ngôn ngữ gì đó người ta ám chỉ. Dưới này có một cái hang rất là sâu á. Đây, bên này cũng có một cái hang nè.
sau hơn một tiếng đi bộ thì cuối cùng cũng đã đến rồi. Hôm nay thì Nhân quyết tâm là Nhân sẽ tìm hiểu kỹ hơn về núi Tây Lầu. Và đầu tiên khi mà vừa đến đây thì mình sẽ bắt gặp một cái bàn thờ là có thờ một viên đá. Viên đá có một hình thù rất là kỳ lạ, nhẵn luôn. Và bên này thì có một ngôi mộ mà những lần trước mình không tìm hiểu. Hôm nay thì mình hỏi người dân địa phương thì người dân địa phương mới bảo là phần mộ này là của một vị sư đắc đạo, hồi xưa đã ẩn tu trên đây. Thắp cho sư một nén nhang đi. Để mình đọc tên của sư nè: Lê Cử. Nguyên quán là Thừa Thiên Huế. Những cái clip trước á thì Nhân cũng đi tìm một cái nơi ẩn tu của một vị Bồ Tát, đó là sư Viên Chiếu, cũng đã viên tịch trên núi. Thì đây là cũng là một vị sư nữa, mà sư kia cũng là người Huế, mà sư này cũng người Huế luôn. Cho mượn cái bật lửa thôi. Làm tắt cái đèn dầu của sư luôn rồi, đốt lại. Mình làm tắt cái dầu rồi, xíu nữa mình sẽ đốt lại. Tượng khá là hùng vĩ luôn. Đã rất là nhiều lần Nhân đã có mặt ở tại núi Tây Lầu này, nhưng mà mình không biết rằng ngay chính tại cái vị trí gần đây có một một biểu tượng của một bàn chân in trên đá. Mà theo như người một số vị khán giả đã xem kênh của Nhân á, thì bảo là trên này có. Thì bây giờ Nhân sẽ đi vòng vòng ở đây tìm xem thử là đúng là nó có bàn chân in trên đá hay không á.
Ui, đây phải không ta? Đúng rồi. Để mình moi moi cái này đây coi. Sau thời gian thì ngay tại cái chỗ này bị lá cây rồi nó lấp lại đây, rất là khó thấy. Và bây giờ mình sẽ moi ra. Wow, rất là giống luôn, rất là giống với là một cái bàn chân mà mình nghĩ là bàn chân này là bàn chân trái mọi người ạ. Wow, quá giống. Cái này không biết là sự kiến tạo của tự nhiên hay là do một cái lực siêu nhiên nào đó. Này, mọi người xem này. Wow, to gấp mấy chân mình ạ. Nhưng mà xác định đây là bàn chân trái luôn, giống á. Thì cũng có thể là do sự bào mòn của tự nhiên, sau một quá trình gì đó thì nó vô tình nó tạo ra cái một cái bàn chân khá là giống thôi. Hoặc là cũng là có thể là nếu mà nói thiên về vấn đề tâm linh thì khả năng là có một vị ẩn tu nào đã từng tu luyện trên này. Thì nói chung là hai cái khuynh hướng khác nhau, ai mọi người thích nghĩ về cái hướng nào thì nghĩ. Còn mình thì hiện tại là mình nhìn tận mắt là mình thấy rất là giống nha. Chân trái. Wow. Rồi, bây giờ mình sẽ lên hang mà có một hòn đá được cho là mẹ xây lầu. Thì bây giờ mình lên đó mình review lại cho mọi người xem một lần nữa. Ngay tại cái vị trí này thì đã gần sát với lại cái hang động rồi. Chỉ còn bước qua cái đoạn này nữa là tới này. Không hiểu lý do gì mà hôm nay mình đến đây có rất là ít người lên đây. Một vài lần trước thì khá là đông. Cái đoạn đường này là khá là nguy hiểm nè. Mọi người đi phải hết sức lưu ý. Tại phía này là một cái vực, cái khe rất là sâu. Chỉ cần sơ sẩy chân thôi là rất là nguy hiểm đấy. Hang nằm trong góc này. Thì những cái lần trước mà Nhân đến đây á, thì Nhân chỉ vô cái hang mà người theo như người dân địa phương bảo là hang mẹ thôi. Còn nghe nói là còn hang cha nữa. Hang cha thì rẽ lên hướng này. Thì một xíu nữa mình đi lên hang cha luôn cho mọi người xem. Ôi, đây là cái đoạn nguy hiểm nhất nè. Cái lần trước mà mình đi á, thì phía bên này á, là có những cái thanh cây giống như là để tạo sự an toàn cho mình á. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà bây giờ nó đã không còn nữa. Wow, nhìn xuống hơi bị chóng mặt.
mình nghe có tiếng của một con gì đó kêu, mà âm thanh khá là lạ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lủi vào trong cái hang này, quay kỹ hơn cho mọi người xem. Ở bên trong thì nước chảy rất là mạnh. Phía trên đây có mấy cái lỗ nhìn nó khá là lạ lạ luôn. Đây này. Có một cái con gì đó nó đang kêu thấu bên trong này. Đây là cái tảng đá mà theo như người dân địa phương bảo là mẹ Tây Lầu. Thì mình cũng chỉ nghe người dân địa phương nói vậy thôi, cái thực hư như thế nào thì mình không thể nào biết được. Phía bên dưới này có một cái tảng đá rất là kỳ lạ, rất là nhẵn nha mọi người xem này, nhẵn vô cùng mà lại có một cái hốc giống như kiểu là để nước nó đổ vô đây á. Và nếu như mà mọi người ai mà đã xem cái kênh cũ của Nhân á thì sẽ nhận ra cái chỗ này nè. Cái chỗ này là một cái điều khá là ly kỳ luôn mà Nhân muốn giới thiệu nè. Đó, có một cái lỗ ở đây. Mọi người thấy không?
vừa người ngồi luôn. Nếu như mà ngồi thiền á thì cái chỗ này là một cái chỗ khá là lý tưởng. Rồi, đây bây giờ mình leo cho mọi người xem nè. Tuyệt vời. Anh ngồi bò xuống còn được không? Người mình hơi dài. Nếu được thì vẫn được. Vừa đủ luôn á. Kiến tạo hay thật luôn. Thì nãy giờ là mọi người đã xem cái nơi mà người dân địa phương bảo là cái hang của mẹ. Thì bây giờ Nhân sẽ đi lên trên nữa. Nghe bảo là trên này là hang của cha. Mà mấy cái lần trước Nhân lên đây là Nhân cũng chưa lên luôn. Bây giờ lên thử xem như thế nào đi. Khi mà tới ngay cái khu vực này, bỗng nhiên có một cái mùi hương nó thoáng qua em, mà mình cảm thấy cái mùi này nó rất là lạ. Nó còn gần đâu đây nè. Đấy, khu vực này rất là thơm nhá. Có nghe được mùi đó không hiểu? Có. Mùi thơm thơm đúng không? Rất thơm luôn. Mà nhìn thoáng qua ở đây là không có cây nào ra hoa hết. Thơm nhẹ nhẹ, không phải là nặng như mùi trầm, mà cái hương thơm của nó thoang thoảng gần gần đây nè. Có vẻ như Nhân đã đến được cái nơi mà người dân địa phương bảo là hang tre. Đây có mấy cái cầu gỗ nè. Xưa giờ Nhân cũng chưa lên đây luôn. Hôm nay quyết tâm lên thử coi. Người dân địa phương cũng khá là kỳ công làm những cái cây cầu bằng gỗ này. Nếu như mà không có những cái cây cầu này thì cái con đường đi qua cũng rất là khó khăn luôn. Ở dưới là vực nha. Cây này thấy cây này nó cũng đã mục rồi nè. Cẩn thận Hiếu ơi. Đâu rồi? Cẩn thận nha. Cây bị mục á. Mà ở dưới là vực rất là sâu á. Đi cái thanh miếng dán á, đừng có đi cái thanh mục bên này, nguy hiểm lắm. Lên trên này thì mình cũng đã nghe cái tiếng nước suối nó chảy rồi. Những cây cầu chắp vá rất là tạm bợ. Ui, phải rất là hồi hộp luôn. Sao? Rung hả? Quay được không? Không quay được à? Tại bộ rung lắc cái cây bên cạnh. Uh-huh. Anh cầm máy quay. Ở dưới đây có gì nè? Có cái gì? Được coi. Có cái vực chứ cái gì? Quay quay. Đi quay đi quay. Cố lên. Đứng dậy đi luôn. Bởi vì phía dưới là vực mọi người. Mà cái cây cầu đi đó, nó mục nát nữa. Nó tạo cho mình có một cái cảm giác rất là hồi hộp và sợ độ cao. Ai mà sợ độ cao là kinh khủng lắm. Được không? Được coi nè. Đây.
đi đứng thẳng lên, đứng thẳng lên, đứng thẳng lên, đứng thẳng lên. Xuống này là còn kinh hơn nữa nè. Đó, cây cầu này mới kinh khủng nè. Quay luôn. Mình ui. Cái này nó mục lắm rồi. Mình phải băng lên trên này nè ơi. Dưới là vực này. Ui. Không được, không nên đi cây cầu này. Không thôi là xuống cái miếng này lên được. Thì thôi ngưng ở đây. Tại vì cái miếng ván này mục rồi. Mục rồi. Ở dưới nó hố này. Sập xuống phải là cũng mệt luôn. Đó, bước qua bên đó luôn. 2, 3, nhảy. Ôi, những biến dáng thô sơ. Sao không buộc cái dây dày lại bên kia. Ok. Ui, chỗ này khó đi nè. Được không? Quay được không? Quá chừng nó đi được. Nghe tiếng nước thác chảy rất là mạnh, có vẻ như là mình cũng đã gần đến rồi á. Không biết cái thanh dáng này. Ui. Những tấm ván mục nát. Quả thật hồi hộp á. Ui. Ok, đi được. Chắc cũng lâu lắm rồi không có người lên đây. Đứa này mà rung cái chân luôn này. Cố lên. Cứng, nó thấy nó thế đó mà nó còn cứng lắm. Ui, mình cứ tưởng gần. Ai ngờ nãy giờ mình đi khá là xa rồi. Được không? Đi được không? Cố lên, cố lên. Tới nơi rồi.
Trên này thì khi mà lên đây thì mình không thấy có cái điều gì đặc biệt hết mọi người. Chỉ là một những cái phiến đá xếp lên nhau và tạo nên một cái hang như thế này. Ở đây có một cái hình khắc trên cái miếng đá mà mình không hiểu là ký tự của cái hình này là trên cái hình này là không có một bất kỳ một cái chữ nào hết, nhưng mà có lẽ là biểu tượng của cái gì đó và mình không thể nào mình biết được. Và nếu như mà mọi người ai mà biết á thì bình luận giùm cho nhau nha. Trên này thì mọi người bảo là hang tre này. Hết rồi mọi người, thế này thôi. Và bên dưới là tiếng nước suối chảy. Có lẽ là mọi người xem clip cũng khá là dài rồi. Thì bây giờ cho phép Nhân đúc kết là cái câu chuyện về núi Tây Lầu. Thì núi Tây Lầu, cái tên Tây Lầu không phải là người chính quyền địa phương đặt, mà ở núi này có cái tên đó là Hồ Đá Xẻ, bởi vì là nó có một cái đường xẻ ra và cái thác nước chảy xuống. Thì cái đó là cái tên mà địa phương hay gọi. Còn núi Tây Lầu là người dân địa phương tự đặt, bởi vì là gọi là miệng Tây Lầu á mọi người, thì người dân gọi là núi Tây Lầu luôn cho nó dễ nhớ. Chứ đây không phải là núi Tây Lầu, thì mình xác định lại cái hòn núi này nó như vậy. Thì cái việc mà thờ cúng tâm linh á là do hồi xưa có một vị sư tu cho núi này và viên tịch ở đây. Vì thế mà người ta tin tưởng vào tâm linh, người ta lên đây người ta tu tập. Nhưng mà không may mắn là có rất là nhiều những người giống như là đến đây theo kiểu là mê tín, làm cho cái khu trên này nó không có được thuần khiết giống như kiểu tâm linh nữa, mà nó biến tướng rồi. Và nếu như mọi người xem clip này mà cảm thấy thú vị, hay là có một cái điều gì đó mà thắc mắc, hay là ai biết thêm về ngọn núi này thì hãy bình luận nhanh nhanh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Hiện tại là đang cầu cơ nhập xác, nhưng mà mình thấy có một vị sư không biết là có đúng hay không, nhưng mà thôi tốt nhất là mình né mấy cái chỗ ra.